Xin chào mọi người nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905 958889. Hôm nay thì lại về một chiếc xe ga. Chiếc xe ga nha anh em nhé, Honda SH125 phiên bản CBS và mang biển kiểm soát 17B240283. Xe này sản xuất năm 2017. Đây ạ, tem đây. Sản xuất năm 2017. Hai chìa khóa zin còn đầy đủ nhá. Hai chìa khóa zin đầy đủ, không thiếu gì cả. Nhưng điều đặc biệt của chiếc này ấy, thì con xe SH này ấy, nó là con xe cọp luôn rồi. Hiện tại nó mới chạy có 1.700 km thôi. Đấy, anh em nhìn nhá, 1.700 km. Và đây, như các anh em cùng nhìn này, những cái phần nước sơn và cái phần sần của nó là nó như mới, như rất hãng, vừa mới rất hãng ra nhá, chưa một vết xước. Phần trên này, mặt đồng hồ dán ni lông đấy nhá, tất cả mặt đồng hồ đều dán ni lông này. Đấy, sơn dán ni lông này, sơn dán ni lông đầy đủ. Đấy, đây, xe như thế này. Con xe này nó đúng là con xe cỏ. Mình mua được của một bác gái ở Thái Bình. Bác ấy có tuổi rồi, năm nay bác ấy hơn 60 tuổi rồi. Và mua cho cậu con trai, thì cậu con trai có lấy vợ được 3 tháng. Thì là bác ấy mua để cho hai đứa nó đi. Thế nhưng mà sau 3 tháng thì hai đứa tan đàn sảy nghé, mỗi đứa một nơi. Bác ấy thu cái xe SH này về từ năm 2018 đến tận bây giờ là không đi. Và nó còn rất là mới như thế này. Đấy. Xe thì để trong nhà cho nên là tất cả cái phần sơn xi cho đến là những cái phần nhũ đều còn làm đẹp 100% nhá, không có một vết nổ nhũ hay sơn gì cả. Ốc trục đây ạ, các bạn cùng nhìn ốc trục nhé. Đấy, đĩa phanh thì như thế này, kể cả cái phần của cái ốc tán của phanh, vành bánh nó đây, vành nó như xe mới. Và lốp zin theo xe, lốp này lốp zin theo xe nhé, IRC zin theo xe. Đấy, phần này các bạn cùng nhìn, phần sơn nhựa thì không có gì để che, cũng như là cái phần nhũ nhiếc các thứ này là cực kỳ đẹp, sáng choang. Pha đèn này, đấy, tôi cho các bạn nhìn luôn phần bên này, ốc trục bên này. Như các bạn đã thấy thì ốc trục đẹp nhá, như mới, nhũ sơn như mới, không qua giặm tút, không qua giặm tút một chút nào cả nhá. Sơn nhũ là zin mới, không qua giặm tốt. Đấy. Cái phần vành bánh cũng như vậy nhá, sáng ống ả, đẹp, đẹp mộc mạc luôn. Của một chiếc xe thật sự là mới, một chiếc xe SH cổ. Sơn dán ni lông, sơn đang dán ni lông bóng bẩn. Đây ạ, các bạn cùng nhìn. Ốc chảng ba, xanh bảy màu luôn. Bên kia cũng vậy luôn. Đấy, con xe này ấy, thì thực tế ra là người ta không sử dụng thì nó, và người ta để đắp chăn ở trong nhà thì nó mới như thế này. Chứ nếu như con xe này kể cả không đi nhưng mà không để trong nhà thì nó cũng sẽ không đẹp được như thế này được ạ. Cái phần này, đây, nhựa sần nhá, đen xì luôn, không có một biểu hiện nào của chóc lở hay là xước sát cả. Nhựa sần rõ ràng cho các anh cùng nhìn. Sàn xe thì cũng đã lắp cái của SH rồi. Đây, nhựa sần nó như thế này, không có vết bạc màu nhé, không có dấu hiệu của bạc màu, cũng như không dấu hiệu của xước sát. Thì mà để chân thế này thì xe sử dụng nhiều quá, để chân thì những cái vết này nó bạc màu và nó xước sát hết rồi. Vào trong phần yên, mút trắng phong, áo yên zin, mút trắng phong nhé. Bộ sửa chữa theo xe là đây, hai con ốc của phần cốp chưa bao giờ mở nhá, chưa mở chút nào, chưa hề mở. Đây, ốc đây. Đó, ốc nhựa nhá, đây là đinh tán nhựa này, đinh tán nhựa theo xe này, phần nhựa sần như mới. Đây, nắp bình xăng mở ra cho anh em cùng nhìn trong cái bình xăng như mới luôn nhá, nắp bình xăng như mới luôn. Lắp thêm cái ốp của tay dắt đằng sau, anh em nhìn nó giả carbon, nhìn nó rất là khỏe khoắn. Riêng với SH thì phiên bản SH Việt thì con đời 27 đến 29 này là
cái phiên bản nó có cái kiểu dáng đẹp nhất, oai vệ và nó ra dáng của xe SH nhất. Chứ còn lên đến đời 2020 rồi thì nhiều cái đường vuốt của nó hơi thô kệch, nó hơi vô lý, cho nên mọi người nhìn nó không được đẹp mắt. Để chân sau này, đấy, để chân sau nhá, anh em nhìn nhá, à, những cái mà gọi là mỡ của nhà sản xuất người ta bôi ở đây là còn chưa rửa hết, chưa rửa hết luôn. Oppo này, những cái ốc Oppo này không xước một chút nào nhá, các bạn cùng nhìn nhá, đấy, tất cả không xước. Ốc chụp sau, xin lỗi, ốc treo bạc càng sau này, cùng với cả cái bên phần cái nước quạt gió của nó đây. Như các bạn, những cái nhựa sần của nó đen, đen xì luôn. Xe này không lên bóng lên bụng thì không một tí gì nhá, mộc mạc, vệ sinh sạch sẽ, không lên bóng lên cái gì cả. Mình mang về thì là thay dầu là chắc là lần thứ 2 hoặc lần thứ 3 gì vậy. Cứ cho là lần thứ 3 thì mọi thứ nó còn rất là mới. Cái con ốc ở dưới này cũng như là cái vùng phanh. Đây, ti thụt sáng bóng nhá, không có dấu hiệu ở han gì, ti thụt sáng bóng luôn. Đây, cái phần nhựa, tem mát, sáng kính cong và phần sơn nhựa là không có một vết xước. Đang dán ni lông, cam kết với anh em là không một vết xước. Và mình cam kết số cây số nhá, anh em có thể check hãng thoải mái. 1.700 cây số chuẩn, nếu sai mang giả xe cho mình giả đủ tiền. Và mình bù thêm cho các bạn 10 triệu tiền sai là sai nhá. Bù này, địa phanh sau nó dày như thế này nhá. Đây, và không có biểu hiện của xước sát G giết gì hết. Lốp zin theo xe này. Đây, lốp IRC zin theo xe. Đúng tem mác chuẩn xịn luôn. Bên trong này, tất cả con xe nói lên độ mới luôn. Đèn hậu, đến cả cái chắn bụi sau nó cũng còn như thế này. Rất là ổn, rất là chuẩn luôn. Đây, ống thở này, trong vắt nhá, đúng của hãng luôn nhá, trong vắt luôn. Bưởng côn, bưởng lớp các thứ sạch đẹp và như là bưởng rất hãng, như mới luôn. Ốc này, ti thụt này, 7 màu nhá, các bạn nhìn ti thụt ở đây 7 màu luôn này. Rõ ràng luôn nhá, ti thụt 7 màu luôn. Không một vết xước nào, không một vết xước nào cả. Tem xe còn nguyên, dán cả phía ngoài vẫn còn nguyên, chưa thể bóc. Bưởng côn này, không ăn gì, không đổ, và tất cả mọi chi tiết còn hoàn hảo. Ốc đây, à, các cái ốc bưởng côn này em cũng nhìn nhẹ nhàng, rất là đẹp. Số cũng số máy đấy nhá. Các con ốc này, các ốc treo này, xanh lè luôn. Chưa rửa vào đến trong đấy luôn, cho nên nó vẫn còn nguyên cái vết đấy. Tem mát. Xe lắp là đời này thì xuất hiện ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2017. Đó, và xe phun xăng điện tử. Con này thì là cái bản thấp cấp nhất của xe SH, là phanh CBS và 125. Tức là combi brake system đấy, tức là phanh một bên thì là nó sẽ phanh cả hai, cả phanh trước phanh sau. Đấy thì là cái tính năng an toàn là khá cao nhưng mà chưa trang bị ABS. Riêng xe SH thì cái phần đời nào cũng chắc nữa, từ đời 2017 đổ lên thì nó sẽ có hai phiên bản song song, là phiên bản CBS và ABS. Trước này là phiên bản CBS nhá, thì thấp hơn phiên bản ABS một chút, không có ABS. Đây, địa phanh là trống, không có ABS, nhưng cũng là combi brake rồi. Phanh một bên, chỉ cần phanh một bên phanh là xe tự động phanh cả hai phanh, rất là an toàn. Thì chiếc SH cọp này đăng ký 2017 đi 1.700 km, biển kiểm soát 17B2-40283, cái biển mãi phát tài này cũng là đẹp, 40283 này, đang được xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 71,5 triệu nhá. Giá bán là 71,5 triệu, một cái giá cực kỳ là hợp lý cho thời điểm hiện tại. Giá bán đó là chưa bao gồm cái chi phí sang tên và chi phí vận chuyển, anh em lưu ý giúp mình phần đó. Và hiện tại như các anh em đã thấy là giá xe đang ở chạm đáy. Chiếc SH này nếu như mà cùng thời điểm này vào cuối năm ngoái thì nó sẽ có giá nó rơi vào khoảng độ 86 cho đến 88 triệu, thậm chí 90 triệu cho chiếc xe nó mới như thế này. Nhưng hiện tại mình đang bán giá bán cực kỳ êm ái, 71,5 triệu.
anh em có thể đến thẳng địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dư Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, để xem trực tiếp cái sản phẩm này. Đấy, xem trực tiếp con SH này. Cũng như có thể alo đến mình với số điện thoại 0905958889. Mình sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa cho anh em về tất cả những cái gì mà anh em cần về chiếc SH này cũng như các cái sản phẩm khác ở trong nhà. Vẻ đẹp là theo năm tháng. Con xe này càng để càng lên tiền, chứ không có chuyện là khấu hao hay trừ hao gì. Mà SH mà như thế này thì càng để càng lên tiền. Và cuối năm thì mình, nếu mà để con xe này đến cuối năm thì không biết là cái giá nó sẽ tăng được bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là nó sẽ phải tăng tiền chục. Đấy là đương nhiên. Rồi, thế thì mình xin cảm ơn các em đã và đang follow với kênh của mình. Mình xin dừng video ở đây ạ. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Mình xin cảm ơn ạ.